Sáng dậy ra cà phê xem lại bóng đá các bạn. Giờ mới tới 5 rưỡi. Pha cà phê uống coi lại đá banh. Xong rồi chuẩn bị bữa sáng. Chiên lại ăn, lý do là mình nấu rồi các bạn, thì con mình nó mua đồ ăn về, một cái lẩu về ăn các bạn, đó là mình cơm mình không có ăn, dư sáng ra là mình bỏ nó ổn các bạn, mà chiên lại mình ăn được buổi sáng. Thì chiên cơm chiên trứng ăn thôi các bạn. Trứng thì bỏ tỏi cho nó thơm. Cái này chiên trứng hoặc là chiên tỏi thì cũng được các bạn. Mình gọi sao cũng được. Miền Bắc thì gọi là cơm rang. Miền Nam, Sài Gòn, miền Tây thì gọi là cơm chiên. Trong mấy cái quán ăn thì gọi là cơm xào tỏi. Nhiều tên gọi lắm. Thực ra thì tên nào cũng vậy ha, cũng nguội chiên hả các bạn. Nó nguyên nồi cơm à, bữa mình ăn nồi vậy. Cơm nó nóng lên các bạn, đặt trứng mở vô.
hai quả trứng bỏ vô các bạn. Trộn đều lên. Này mình nêm muối nha các bạn, không có nêm nước tương, nước mắm. Cơm này do mình nấu gạo nở các bạn, mình ăn gạo nở chiên nó không có ngon luôn, nó không có tơi ra các bạn. Mình chờ cho nó cơm mà nó nổ lớp bóp á rồi cái xong thì mình nêm muối các bạn, không có nêm nước mắm. Do mình nấu cái gạo nở các bạn thì cơm mình chiên nó không được ngon luôn. Thì các bạn chiên khi nào thấy nó nổ cái hộp cơm nó nổ lóc bóc á, và cơm mình đã ngon rồi. Còn các bạn nào mà nấu gạo nở gạo xốp á các bạn, chiên cái hộp cơm nó rời nó ngon. Nhưng mà có gì dùng đấy các bạn ơi. Mình ăn về thì đỡ được buổi sáng mà đỡ phí được cái cơm nguội. Cơm nguội mình bỏ phí các bạn, mình ăn về đỡ tốn tiền một buổi sáng nữa. Khi xong rồi các bạn xịt, xịt một chút xíu xì dầu thôi cho nó thơm cái mùi xì dầu, chứ đừng xịt nhiều quá. Nó có mùi xì dầu nó thơm các bạn. Nhiều quá cơm đem thùi lùi rồi rất tiêu lên nữa là xong các bạn, tiêu nó thơm. Cái gì dầu thì nó thơm nhưng mà cái nó làm cho cái cơm mình nó có cái màu đen á, nó xấu. Nhưng mà mình ăn ở nhà không phải là tiệm quán mà, cái đó thì mình làm sao ngon thôi. Tắt bếp. Cắt thêm một miếng tiêu trên mặt cho nó thơm. Nhiều nóng các bạn, vừa thôi. Cho hai quả ớt lên nữa. Rồi có một dĩa cơm thơm ngon các bạn. Rồi mời các bạn ăn sáng với mình nha, ăn đơn giản thôi các bạn. Ăn xong rồi mình uống cà phê, mình làm một clip quay cho cái bạn mà yêu cầu mình làm clip về cái nhớt đó các bạn. Cái nhớt mà bạn nói là sử dụng cho xe hơi mà người ta nói là đổ cho xe tay ga được không? Thì mình không có sử dụng cái nhớt đó, nhưng mà do các bạn yêu cầu mà comment mình tới 3 lần lận thì mình quyết định mình làm. Rồi mời các bạn ăn cơm nha. Nhờ hai trứng các bạn.